4 triệu hơn mua một chiếc điện thoại để mà chơi game thì mua máy điện thoại gì? 4 triệu hơn mua một cái máy của Xiaomi mà phải thật ngon thì nên mua máy gì? À, có rất nhiều bạn luôn luôn đặt những câu hỏi như thế cho bản thân mình. Và ở cái thời điểm hiện tại, mình thấy trong chính gia đình của Xiaomi thì có hai chiếc điện thoại, đấy là Xiaomi Mi A1 và Xiaomi Redmi Note 5, cùng cái tầm giá khoảng tầm 4 triệu 2 cho đến tầm khoảng 4 triệu 3, 4 triệu 4 gì đó. Và rất nhiều bạn phân vân hai chiếc điện thoại này thì nên mua cái máy nào. Đương nhiên sẽ không bao giờ có một chiếc điện thoại nào là phù hợp 100% đối với bất cứ ai cả. Và nó cũng không có bất cứ một chiếc điện thoại nào để dành cho tất cả mọi người. Và trong cái video này, mình sẽ cùng các bạn đưa ra những cái thứ khác nhau và cũng như tư vấn làm sao để các bạn có thể chọn cho mình một chiếc điện thoại hợp lý nhất giữa hai chiếc điện thoại, đấy là Xiaomi Mi A1 và Xiaomi Redmi Note 5. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu ngay bây giờ nhé. Đầu tiên sẽ nói về cái mức giá cụ thể trước, thì đây thì mình xin nhắc lại là mức giá cụ thể nhá. Thì tại Hoàng Hà Mobile, mức giá của chiếc Xiaomi Mi A1 là 4.250.000 cho phiên bản 4GB và 32GB bộ nhớ trong. Và cái mức giá của chiếc Xiaomi Redmi Note 5 là 4.790.000 cho phiên bản 3GB 32GB. Tuy nhiên thì các bạn sẽ được giảm trực tiếp là 400.000 đồng. Tức là sẽ còn mức giá đây là 4.390.000 là khoảng 4.4 triệu. Đồng nghĩa là hai sản phẩm này sẽ chênh lệch nhau một chút xíu vào khoảng tầm 150.000. Chỉ ra là 140.000. Nói chung là 150.000 thì nó bằng bữa sáng thôi cũng bỏ qua luôn. Tức là tương đương nhau về mức giá. Vậy nên là sẽ không có một cái vấn đề ở đây, đấy là ít tiền thì mua máy này mà nhiều tiền thì mua máy kia. Ok nhá, đồng giá thì chúng ta sẽ xét đến những vấn đề khác nhau. Ở hai sản phẩm này thì nó sẽ có một thứ ảnh hưởng khá nhiều đến trải nghiệm của các bạn, là chỉ đến từ là cái con chip và cái mức RAM. Thì hai sản phẩm này nó lại có những thứ nó nghịch nhau rất là lạ. Với Xiaomi Redmi Note 5, chúng ta có chip Snapdragon 636. Thì nếu như bạn không biết thì đây là một con chip nâng cấp hoàn hảo của Snapdragon 630 trước đây, cũng như nó được gọi là một phiên bản rút gọn xung nhịp của Snapdragon 660. Và cái trải nghiệm của mình trên chiếc Xiaomi Redmi Note 5 đấy là gì? Mượt mà, MIUI 9 ngon lành với những thao tác hàng ngày sử dụng, vuốt các thứ rất là đã. Chưa kể nữa là với 3GB nó vẫn đủ dùng với những nhu cầu hàng ngày. Thậm chí các bạn chơi game các thứ cũng cực kỳ ngon, Liên Quân Max Setting 60fps mượt êm ru. Nói chung là không gặp bất cứ vấn đề gì liên quan đến hiệu năng ở cái tầm giá của nó mang đến cái trải nghiệm cho các bạn. Nói chung là ok về vấn đề này. Nhưng với Xiaomi Mi A1 thì lại khác. Nó có chip Snapdragon 625, thì các bạn đều biết là Snapdragon 625 nó có hiệu năng như thế nào rồi, mình sẽ không cần phải nhắc lại nữa. Nó quá là huyền thoại rồi. Và nó sẽ có 4GB. Đây mới là cái điều mà mình thấy khó nghĩ này. Một bên là 3GB, một bên là 4GB. Bạn nào mà sử dụng đa nhiệm nhiều thì mình nghĩ là Mi A1 sẽ cho cái trải nghiệm tốt hơn, tại vì nó ít bị tràn RAM hơn và các bạn sẽ ít phải lặp lại cái thao tác, đấy là clear bỏ những ứng dụng chạy nền. Và lại thêm một cái lý do nữa là Mi A1 nó chạy Android One, tức là nó chạy thuần Google. Và thuần Google nghĩa là gì? Nó rất là mượt mà trong những cái tác vụ mà bạn sử dụng. Và cái hiện tượng delay lag giật nó ít gặp phải hơn rất nhiều so với chiếc Xiaomi Redmi Note 5. Tuy là Redmi Note 5 đã thực sự rất là mượt rồi, nhưng Mi A1 nó còn mượt hơn. Thì đấy mới là vấn đề quan trọng. Thế nhưng mà các bạn sẽ phải đánh đổi một thứ, đấy là với Mi A1 nó chạy Android One thuần Google, tức là nó chẳng có bất cứ một cái thứ gì liên quan đến MIUI cả. Mà nó rất là nhàm chán trong quá trình mà các bạn trải nghiệm. Thậm chí nó còn không có cả những cái thao tác vuốt cực kỳ sướng trên Xiaomi Redmi Note 5. Vậy nên các bạn cũng sẽ phải đánh đổi. Nếu như các bạn muốn có một thiết bị chơi game tốt hơn, đó, có nhiều thao tác thông minh hơn, chạy MIUI màu mè nhiều, tùy biến, rất nhiều thứ trải nghiệm phía bên trong, thì Xiaomi Redmi Note 5 ok hơn. Nhưng nếu các bạn muốn một thiết bị phải thuần Google, phải mượt mà, phải có RAM lớn, phải có chip chỉ cần đủ dùng là được rồi, nhưng nói chung là nó phải mượt, thì lúc này Mi A1 sẽ là một sự lựa chọn tốt hơn dành cho các bạn. Khó nghĩ đúng không? Vậy nên chúng ta sẽ đi đến với vấn đề tiếp theo. Nó chính đến từ camera. Thì xét ở cái vấn đề này, mình đánh giá một cái điểm cộng cho camera của chiếc Xiaomi Redmi Note 5 bán chính hãng thị trường Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là cái camera chính của nó với độ phân giải là 12 chấm, nó cho một chất lượng chụp hình khá là tốt, và thậm chí là cả hình chụp xóa phông, nó cũng mang đến cho mình một cái trải nghiệm mình đánh giá là ok, và nó là tốt ở trong cái tầm giá. Trong đó với Xiaomi Mi A1 trước đây ở cái tầm giá khoảng tầm hơn 6 triệu của nó, thì mình đánh giá là camera xóa phông cũng khá là ok, nhưng mình vẫn cảm thấy có một chút gì đấy nó không thực sự là đã cho lắm. Và cái vấn đề chốt ở đây là chính là camera selfie. Thì Xiaomi Redmi Note 5 tốt hơn so với Mi A1 rất là nhiều. Vậy nên xét ở khoản này, nếu như bạn muốn có một thiết bị với camera chụp tốt, thì mình recommend
đấy là Xiaomi Redmi Note 5. Vấn đề thứ ba liên quan đến thời lượng pin cũng như là một vài những thứ liên quan đến công nghệ sạc các thứ. Thì ở hai sản phẩm này nó đều có sạc nhanh nên sẽ bỏ qua luôn. Về thời lượng pin thì mình đánh giá là Xiaomi Redmi Note 5 cho thời lượng pin ấn tượng hơn hẳn so với Xiaomi Mi A1. Và vấn đề tiếp theo nữa chính là cổng sạc. Thì Redmi Note 5 lại chỉ là micro USB, trong khi đó Mi A1 thì lại là USB Type-C. Nếu như các bạn nghĩ rằng là với thời lượng pin là 3080 mAh của Mi A1 là đủ dùng rồi thì mình nghĩ là các bạn nên lựa chọn sản phẩm này, tại vì nó có USB Type-C, một thứ kết nối thời thượng hơn và nó cũng có sạc nhanh, thì nó mang đến cho bạn những trải nghiệm tốt hơn. Nhưng nếu các bạn muốn có một thiết bị với thời lượng pin thật trâu để cài game cho nó sướng thì lúc này lại là Xiaomi Redmi Note 5 nó vẫn là ok hơn. Tuy nhiên các bạn sẽ phải chấp nhận đấy là chúng ta sẽ sử dụng cái kết nối nó hơi cũ rồi, đấy là micro USB. Và cuối cùng sẽ là một thứ liên quan đến thiết kế. Mình không biết các bạn nghĩ như thế nào, nhưng với bản thân mình đánh giá thì mình thấy là khả năng hoàn thiện của Xiaomi Mi A1 ở mức cao cấp hơn một chút so với Xiaomi Redmi Note 5 ở cái phía mặt lưng. Thì phía mặt lưng với Mi A1 nó là một cái mảng kim loại nguyên khối hoàn thiện rất là tốt trong tay mà các bạn cầm nắm và sử dụng. Nó không hề bị chia cắt bởi những cái mảng nhựa giống như chiếc Xiaomi Redmi Note 5. Và thậm chí ở những cái vị trí mà ăn khớp giữa màn hình, phần viền các thứ thì Mi A1 cũng có một cái mức độ hoàn thiện nó cao cấp hơn một chút xíu so với là Xiaomi Redmi Note 5. Nhưng cái này mới là quan trọng. Mình lại thích cái vị trí đặt camera của trên chiếc Xiaomi Redmi Note 5 hơn, tại vì nó đặt dọc nhìn nó vẫn có một chút gì đấy thanh thoát hơn. Chứ camera đặt nằm ngang như là kiểu chiếc Mi A1 mình cứ thấy nó hơi vô duyên. Cái này thì là mỗi người một ý thôi. Đây là chỉ là quan điểm cá nhân của mình. Nhưng mà mình phải công nhận đấy là Mi A1 có khả năng hoàn thiện tốt hơn so với Redmi Note 5 nên các bạn cũng sẽ cần phải quan tâm. Và có một thứ nữa nó cũng ảnh hưởng chính là cái tỷ lệ màn hình. Thì Mi A1 là 16:9 Full HD thông thường 5.5 inch. Trong khi đó với Xiaomi Redmi Note 5 thì nó là 18:9 với cái kích thước là 6 inch. Và với cái tỷ lệ 18:9 và kích thước 6 inch thì cái cảm giác cầm nó cũng gọn hơn so với là cầm Mi A1. Tại Mi A1 nó hơi bị to ngang, Redmi Note 5 thì gọn hơn. Thì cái này cũng tùy thuộc vào sự lựa chọn của các bạn mà thôi. Tại vì là mỗi người sẽ có một ý, mình sẽ không thể nào mình nói là cái này tốt hơn cái kia được. Và nên tổng kết lại thì các bạn có thể thấy là với Mi A1 và Xiaomi Redmi Note 5 nó hướng đến hai đối tượng khách hàng gần như là hoàn toàn khác biệt nhau. Nó sẽ có một cái điểm chung đấy là đều là camera tele xóa phông, nhưng cái mảng này thì mình đã đánh giá là Xiaomi Redmi Note 5 tốt hơn. Thế này mình sẽ chia ra hai đối tượng như thế này. Nếu như bạn cần một thiết bị với khả năng hoàn thiện tốt, có USB Type-C, chúng ta có RAM lớn, có Android One thuần gốc chạy mượt mà và nó được hỗ trợ cập nhật rất lâu dài đến từ nhà Google thì các bạn hãy lựa chọn Mi A1. Nhưng nếu các bạn muốn có một thiết bị với cụm camera nhìn nó giống thằng nào đó, chúng ta muốn có một hệ thống gesture nó vui vẻ hơn và nó tiện dụng hơn, chúng ta muốn có một thời lượng pin tốt hơn, chúng ta muốn có khả năng chiến game ngon hơn, hay là chúng ta đánh đổi lấy cái micro USB thì các bạn hãy lựa chọn chiếc Xiaomi Redmi Note 5. Và các bạn nghĩ sao về hai chiếc điện thoại này? Các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn Hòa Mobile đã hỗ trợ sản phẩm để mình thực hiện video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.